Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chương trình là phần tin an ninh trật tự và hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở của Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk. Cuối chương trình là các phóng sự buông lỏng dẫn đến phá rừng phức tạp ở Buôn Đôn. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh góp sức xây dựng lực lượng. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Một đối tượng nghiện ma túy đi trộm cắp xe máy vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk bắt xử lý. Trong khi đi tuần tra đến địa bàn phường Tân An, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện một thanh niên ngồi bên đường cùng chiếc xe máy đắt tiền có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần đối tượng có một bộ vam phá khóa xe máy. Đối tượng không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến chiếc xe này, nhưng lại có đến 3 giấy chứng nhận đăng ký và một giấy phép lái xe, đều mang tên họ của những người khác. Ngoài ra, trong người đối tượng còn có một gói nhỏ ma túy đá. Bước đầu, tổ công tác làm rõ, hắn tên là Thân Vũ Huy, ở phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Huy nghiện ma túy đã 7 năm, đã từng đi cai, nhưng rồi sau đó vẫn tái nghiện. Huy đã lấy trộm chiếc xe máy này của một người dân ở xã Chu Đăng, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk để sử dụng. Còn số ma túy đá này, Huy đã mua với giá 600.000 đồng về để sử dụng. Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng Thân Vũ Huy theo pháp luật và trao trả chiếc xe máy cho người bị mất. Một ổ môi giới mại dâm trong nhà nghỉ vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk phát hiện xử lý. Qua việc kiểm tra ban đêm, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự đã bắt quả tang tại phòng số 4 của một khu nhà nghỉ trên đường Cao Đạt thành phố Buôn Ma Thuột có một cặp nam nữ đang mua bán dâm. Đôi nam nữ này khai nhận đã được Lê Thị Thúy ở phường Tân Lợi thành phố Buôn Ma Thuột môi giới sắp xếp cho việc mua bán dâm. Bước đầu, tổ công tác đã làm rõ cách đây khoảng 3 tháng Thúy đến gặp chủ nhà nghỉ này xin làm quản lý từ 17 giờ chiều đến 3 giờ sáng hôm sau. Sau đó để dễ dàng kiếm tiền, Thúy đã hoạt động môi giới mại dâm. Khi khách vào nhà nghỉ có nhu cầu mua dâm, thì Thúy gọi điện cho các gái bán dâm đến rồi bố trí phòng cho họ hành lạc. Mỗi một lượt mua dâm, khách phải trả 500.000 đồng. Trong đó, Thúy trừ tiền thuê phòng 100.000, trả cho gái bán dâm từ 150 đến 200.000 đồng, tùy theo mức độ ngoại hình xấu đẹp của từng cô gái. Còn lại, Thúy bỏ túi. Riêng buổi tối hôm đó, Thúy đã môi giới cho 4 khách đến nhà nghỉ mua dâm và thu của họ tổng cộng 2 triệu đồng. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật gồm 2 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý Lê Thị Thúy cùng các đối tượng có liên quan. Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với một số nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Buôn Ma Thuột đến xã vùng sâu Tam Giang, huyện Cờ Rông Năng tặng quà tình nghĩa cho các hộ nghèo và học sinh ở đây. Trong đợt này, đoàn đã đến thăm hỏi tình hình đời sống, trao tặng 100 xuất quà gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo và 100 xuất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó ở hai trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Tri Phương. Đoàn cũng quan tâm động viên và phát quà cho trẻ em trong xã Tam Giang. Chuyến hoạt động hướng về cơ sở của đoàn cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng nhóm từ thiện ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Buôn Ma Thuột đã để lại cho đồng bào nghèo và giáo viên, học sinh ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp và góp phần vun đắp nghĩa tình quân dân thêm nồng ấm.
việc được Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk điều tra xử lý thời gian qua cho thấy, do sự buông lỏng quản lý của kiểm lâm, các chủ rừng ở các tiểu khu và chính quyền địa phương dẫn đến tình trạng xâm hại rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp nơi đây tái diễn phức tạp. Trong 9 tháng năm 2018, trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tình trạng xâm hại rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn xảy ra nhiều. Bên cạnh các vụ việc lâm tặc đầu nậu khai thác, vận chuyển gỗ lậu với số lượng lớn do một số cán bộ biên phòng buông lỏng, một số cán bộ kiểm lâm và chủ rừng tiếp tay, thì tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số phá rừng, lấn chiếm đất làm rẫy cũng tái diễn nhiều. Chỉ trong 9 tháng năm nay, tại các tiểu khu 442, 458, 469 và 453 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn quản lý, đã có hơn 69 mét khối gỗ quý các loại như cẩm lai, hương, cà te, cam xe bị chặt hạ và 74.000 mét vuông đất lâm nghiệp có cây rừng thưa đã bị chặt phá lấn chiếm. Chỉ riêng Công an huyện Buôn Đôn, trong 9 tháng năm 2018, đã khởi tố thụ lý 12 vụ việc hủy hoại rừng và khai thác vận chuyển lâm sản trái phép với 46 đối tượng, truy thu nhiều tang vật gỗ lậu. Thì em thiếu hiểu biết, hai vợ chồng em cũng có phát rẫy rừng của vườn quốc gia, không nghĩ là nó thiệt hại đến rừng như vậy. Thì vợ chồng nhà em cũng mong cơ quan pháp luật rồi khoan hồng cho bọn em. Trước em làm từ 2005 rồi mà không thấy ngăn cản như thế, em mới cắt tương là không có vi phạm. Thế đến 2018 em cắt là thấy vi phạm nên em chấp nhận thôi. Qua điều tra các vụ việc xâm hại rừng thời gian qua, Công an huyện Buôn Đôn cho biết một số nguyên nhân chính. Có cái việc buông lỏng trong công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến mà xảy ra rất là nhiều cái vụ hủy hoại rừng như khai thác lâm sản từ đầu năm đến nay. Bà con nhân dân, đặc biệt là những người dân tộc thiểu số ở các cái buôn đồng bào của xã Đồng Na, rồi một số người dân là dân tộc thiểu số ở huyện Súp, cái nhu cầu về cái đất để sản xuất rất là lớn. Rồi một số đối tượng lâm tặc lợi dụng những cái sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý và bảo vệ rừng để thực hiện cái việc hành vi khai thác lâm sản cũng như là cái hành vi hủy hoại rừng. Qua các vụ án này chúng tôi khảo sát thì trên cái địa bàn, đặc biệt là giáp ranh các vùng đệm của vườn quốc gia Dốc Đôn cũng như Ban Quản lý rừng thì hiện nay là cái việc xâm hại rừng là với một diện tích rất là lớn. Chừng nào các chủ rừng, kiểm lâm các tiểu khu, đồn biên phòng, cơ quan chức năng và chính quyền các xã còn có cán bộ tiếp tay, buông lỏng trách nhiệm quản lý, tuần tra phát hiện vụ việc, không quan tâm tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ, thì lúc đó những cánh rừng còn lại ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cũng tiếp tục bị tàn phá xâm lấn. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng kiểm tra đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018, sau đây chúng tôi chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn phóng sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Đắk Lắk góp sức xây dựng lực lượng. Sau khi thành lập Đảng, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát trong Đảng. Chính vì vậy, ngày 16 tháng 10 năm 1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra quyết nghị số 29 về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Kể từ đây, công tác kiểm tra giám sát của Đảng từng bước được chuyên sâu hóa. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng qua 70 năm không ngừng được đào tạo, giáo dục, rèn luyện, trưởng thành và góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh đến ngày hôm nay. Riêng ở Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk,
những giai đoạn trước đây, nhất là trong kháng chiến, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng đã lặng thầm đóng góp công sức trong việc bảo vệ đảng, phát hiện, xử lý nhiều đảng viên biến chất, phản bội, đầu hàng địch hoặc gián điệp chui sâu trong nội bộ của ta. Đến nay, ngoài Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Công an tỉnh có các cán bộ chuyên trách, thì ở các đảng bộ cơ sở, đảng bộ chi bộ trực thuộc, đảng bộ công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để giúp cho cấp trên phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, tha hóa, biến chất trong đảng viên, nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao sức chiến đấu của đảng ở từng đơn vị cơ sở và mục tiêu xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội. Ủy ban kiểm tra thì được đại hội bầu theo cái quy định, và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra là đồng chí phó bí thư trực tiếp làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, trong đó có các cái ủy viên. Và với cái nhiệm vụ được quy định của ủy ban kiểm tra thì ủy ban kiểm tra đảng ủy công an tỉnh trong những năm vừa qua thì đã có cái tập trung tham mưu cho ban thường vụ, cho đồng chí bí thư đảng ủy tập trung làm tốt cái công tác kiểm tra, hướng dẫn các cái công tác của đảng bộ cũng như các cái việc chấp hành các cái chỉ thị, nghị quyết rồi các cái hoạt động chung của toàn đảng bộ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, sự phối hợp của Ủy ban Kiểm tra Đảng các huyện thị, thành ủy trong những năm qua, đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an Đắk Lắk đã tham mưu cho cấp trên triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, về ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, về ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn đảng, về nhận diện và chống lại các nguyên nhân, biểu hiện, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và nhiều nội dung quan trọng khác. Bên cạnh đó, đội ngũ này cũng tham mưu cho Đảng ủy các cấp trong Công an Đắk Lắk, chỉ đạo và thực hiện nhiều kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên toàn lực lượng trong việc chấp hành điều lệ đảng. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, cả về khách quan lẫn chủ quan, và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là công việc nhạy cảm, phức tạp, nhưng những năm qua, lực lượng làm công tác này ở Ủy ban Kiểm tra các cấp đã khắc phục trở ngại, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Chỉ tính trong 10 năm qua, bộ phận này đã giúp cho cấp ủy công an các cấp trong tỉnh tổ chức 28 đợt kiểm tra chuyên đề, 38 cuộc giám sát đối với tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát đối với khoảng 7.300 lượt đảng viên, trong đó có gần 1.000 lượt đồng chí là cấp ủy viên. Qua các đợt kiểm tra, giám sát, tiếp nhận đơn thư từ nhân dân và cơ quan ban ngành đoàn thể, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phát hiện, xác minh, làm rõ, tham mưu cho lãnh đạo không chỉ xử lý nghiêm minh, có lý, có tình, thỏa đáng nhiều trường hợp đảng viên vi phạm các quy định của đảng, mà còn giúp cho nhiều cán bộ, đảng viên thấy rõ khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, vươn lên. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo sai cũng được làm rõ và kịp thời minh oan cho cán bộ, đảng viên. Những hoạt động đó đã góp phần phòng ngừa sai phạm, chấn chỉnh ý thức chấp hành kỷ luật, phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của đảng viên, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở. Người làm công tác kiểm tra giám sát đòi hỏi có cái sự trong sáng và bàn tay sạch. Bản thân cán bộ kiểm tra phải là những người mẫu mực trong cái việc chấp hành các cái chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời là phải có cái đức trong sáng,
và phải khách quan, thận trọng trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Thì những cái nội dung, ưu điểm các cái tổ chức cơ sở đảng cá nhân đã đạt được thì cũng đều thông báo để các đơn vị và cá nhân học tập và rút kinh nghiệm trong cái công tác của mình. Và những cái khuyết điểm tồn tại cũng là để nhắc nhở, cảnh tỉnh các cái tổ chức cơ sở đảng khác, các cái đảng viên khác không vướng vào những sai phạm. Không phải lấy việc xử lý là chính, mà chủ yếu là mang tính giáo dục và nhắc nhở, cảnh tỉnh. Như vậy thì rõ ràng là công tác kiểm tra giám sát nó mang cái tính nhân văn sâu sắc. Công tác kiểm tra giám sát nó có cái vai trò rất quan trọng trong cái việc là coi như vậy là chấn chỉnh, phòng ngừa, đấu tranh với những cái vấn đề nó còn chưa được tốt trong cái công tác xây dựng Đảng. Để muốn thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát thì phải chủ động phòng ngừa, chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nắm bắt tình hình để chúng ta kịp thời chấn chỉnh và kịp thời phòng ngừa những cái trường hợp sai phạm. Qua công tác kiểm tra giám sát là chúng ta giúp cho cấp ủy, giúp cho các tổ chức xứ đảng nhận thấy những cái vấn đề mà nó còn chệch choạc, nó còn chưa đúng với lại những cái quy định của Đảng, thì chúng ta sẽ giúp để cho các cấp ủy đảng kịp thời coi như vậy khắc phục những hạn chế này. Công tác kiểm tra giám sát phải chú trọng vào những cái vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tránh cái vấn đề là kiểm tra mang tính là nó tràn lan, đánh giá được những cái ưu, cái khuyết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời là coi trọng cái vấn đề quản lý cán bộ đảng viên, coi trọng cái vấn đề là kiểm tra đảng viên chấp hành. Đây là một cái kênh thông tin để coi như vậy phòng ngừa và để kịp thời là coi như vậy là uốn nắn những cái biểu hiện mà nó còn chưa đúng của cán bộ đảng viên. Công tác kiểm tra của Đảng là phòng ngừa, giúp cho cấp ủy thấy được những cái vấn đề tồn tại, thấy được những cái vấn đề mà nó chưa đúng với lại quy định của Đảng để họ có cái biện pháp họ khắc phục, họ coi như vậy là chấn chỉnh. Đảng ủy công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đến các cái chi bộ trực thuộc. Qua công tác kiểm tra giám sát thì chúng tôi nắm bắt được cái diễn biến, cái tư tưởng, tâm lý của cán bộ đảng viên, cái việc chấp hành các cái quy định, quy chế và cái quy trình công tác của cán bộ đảng viên, để từ đó phải có những cái giải pháp, những cái kế hoạch để khắc phục, chấn chỉnh nhằm từng bước là củng cố cái đội ngũ cán bộ đảng viên, là tránh những sai phạm. Đặc biệt là chúng tôi là giám sát cái việc là chấp hành là cái việc cải cách hành chính của các cái đội nghiệp vụ, các cái chi bộ, đặc biệt là chi bộ cảnh sát giao thông, chi bộ quản lý chính, để việc là giảm bớt các cái thủ tục phiền hà, góp phần giải quyết là các cái thủ tục nhanh chóng cho người dân. Để chúng tôi cũng đã chấn chỉnh để khắc phục những cái sai phạm của cán bộ chiến sĩ, góp phần từng bước để xây dựng đảng bộ, công an huyện trong sạch vững mạnh. Cụ thể, bị cáo Đinh La Thăng có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power ký hợp đồng EPC số 33. Hiện nay, những mặt trái của cơ chế thị trường và những yếu tố tiêu cực ngoài xã hội vẫn tác động khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên do bản lĩnh chính trị yếu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức đã bị suy thoái, biến chất, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước. Bởi vậy, trong những năm gần đây, Trung ương Đảng đã chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ chống tiêu cực, tham nhũng và tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong lực lượng công an Đắk Lắk cũng đang tiếp tục được quan tâm, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả hơn. Chương trình An ninh Trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng ở đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình hãy truy cập địa chỉ www.công an.daklak.gov.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình này vào 8:15 tối Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.